Alo. Xin chào lại quý anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Audio Thuận Nguyễn xin giới thiệu và hướng dẫn cho anh chị em và các bạn chúng ta cách sử dụng con mixer Yamaha M12, một phiên bản mới nhất của dòng M. Đây là con bàn mixer Yamaha M12, nó có 6 line. Và đặc biệt cái con này thì tiếng vượt của nó rất sáng, vượt echo delay của nó rất đẹp luôn đó, và rất sâu luôn nữa. Thí dụ như là em đang sử dụng chế độ, em đang để chế độ 28 đi, em tăng lên 1 2 6 7 2 6 ly 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 6 1 2 6 7, đó mọi người nghe ha, rất sáng luôn. Rồi nó có 99 chế độ, có tích hợp Bluetooth luôn, và cái chế độ chọn của nó rất là dễ. Ví dụ như là chọn chế độ 27 đi, 1 2 6 7 ly 6 7, đó chỉ cần bấm nút qua nút về thôi, chọn đây là số lên, đây là số xuống, đó chỉ đơn giản vậy thôi. Bluetooth thì nằm trên đây, tuy nhiên chúng ta nên lấy nhạc bằng đường dây thì nó sẽ hay hơn, để ta chỉnh hai đường này nó sẽ tiếng nó sẽ đẹp hơn. Bluetooth thì nó chỉ có một cái nút MP3 này thôi đó. Rồi nó rất là đơn giản, ở trên đây nó có hai cổng Canon, chúng ta cho qua đẩy, cho qua nâng tiếng, hoặc là cho qua âm ly, hoặc là qua hai đường này, qua đường 6 ly đó. Ok, nó cũng có cổng sen khi chúng ta kết hợp với van số. Và line mic thì nó có 6 đường line Canon, và ở giữa nó có 6 đường line cổng 6 ly. Đầu tiên ví dụ như là đây là mic Pro thì đây là cổng gain, cái gain của mic. Mình khuyến cáo sử dụng mixer thì anh em nên dùng cổng Canon cho tiếng mic nó ra nó đẹp, nó to khỏe, nó dày hơn. Đây là gain ha, gain đầu là cái lực đầu vào của mic. Tiếp đây là âm treble, tiếng treble. Đây là trung, đây bass. Đây là cổng AUX. AUX thì chúng ta không sử dụng, nếu chúng ta kết hợp van số chúng ta mới sử dụng thôi. Ở đây là đường lai tổng của hiệu ứng của echo. Đấy. Ở đây là ba lăng trái phải. Và đây là cái đường chỉnh âm lượng lớn nhỏ. Rồi thí dụ như khi chúng ta sử dụng, đầu tiên anh chị chỉnh cái nút treble này cho 11 giờ giùm em, trung 11 giờ, bass 11 giờ. Bass nó tùy thôi, nếu thiếu bass thì chúng ta tăng lên, nó tùy theo cái dòng mic. Anh chị sử dụng những cái dòng mic dởm nó không có bass thì chúng ta cần phải tăng lên. Treble thì chúng ta vậy thôi, dù đường mic nó nhỏ, ở đây chúng ta cho lên cái đúng vạch như này thôi. Xong rồi trên đây ví dụ như mic còn nhỏ thì chúng ta có thể tăng gain lên từ từ, ít thôi, vừa phải thôi ha. Và đây cái lượng lai tổng vậy, chúng ta cho nó nằm mức độ tổng thôi. Rồi đường echo chỉnh thì ở đây là cái đường độ ngắn dài của nó, master ngóng dài ngắn dài của echo hoặc là reverb. Đây là lớn nhỏ đó, 1 2 6 7 đó. Chúng ta chỉ echo chúng ta cần một đường này, một đường này. Ví dụ như đây anh chị để 3 giờ giùm em, hoặc 12 giờ cũng được, tùy thôi. Em thích để 3 giờ cho echo nó nhiều. Ở đây thì nó hai cái, một kênh trái nè, kênh phải nè, là cái equalizer, cái lọc mỗi một kênh thì nó tới 7 cần. 2 4 6 7 cần. Hai kênh nó 14 cần. Đó chỉnh thay thế cho lọc xì ha. Rồi nó chỉ đơn giản vậy thôi, là chúng ta sẽ sử dụng được cái bàn mixer Yamaha M12. Anh em cứ thử trong 99 chế độ, nó rất là nhiều chế độ để chúng ta chọn. Echo, reverb, delay, trong cái chế độ nào chúng ta cảm thấy vừa thì chúng ta cứ chọn trong hai nút này. Đây là nút, đây là chế độ giảm, đây là tăng. Đó cứ tăng thoải mái. Ví dụ như echo em chọn chế độ số 53 đi. 51 2 53 đi. 1 2 6 7 ly 6 7 đó, ví dụ vậy. Đơn giản ha. Rồi ok, anh chị em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với em nha. Số điện thoại 0937381978, 0982770792. Số Zalo là 0866500607. Địa chỉ 394 đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Còn mixer Yamaha M12 này nó có giá là 3.900.000 đồng, giá tại cửa hàng nha mọi người. Rồi một lần nữa cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Anh em nào chưa biết sử dụng thì cứ vào xem cái clip
hướng dẫn sử dụng của em ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng được thôi. Cái cơ bản của nó là vậy. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.